nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 5 năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế đã tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, Bộ Y tế và huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, tham gia đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế. Bên cạnh việc cử cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương, các cơ sở y tế còn ký kết hợp tác mời các chuyên gia đầu ngành tuyến trung ương về trực tiếp thăm khám, chuyển giao kỹ thuật theo hướng cầm tay chỉ việc và hội chẩn trực tuyến. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của y tế tuyến cơ sở. Việc triển khai cái đề án này rất hiệu quả, và từ lúc triển khai đến giờ là rất có nhiều biện pháp kỹ thuật mới. Trước đây chỉ triển khai ở trung ương thôi, nhưng bây giờ đã triển khai thành thạo và làm rất tốt ở tuyến tỉnh rồi, và đặc biệt ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Và đặc biệt những cái đấy, kỹ thuật mà rất ít bệnh viện có thể làm được, như can thiệp bệnh máu thần kinh ấy, thì hiện tại là trung tâm đột quỵ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã can thiệp rất là thành công. Bộ Y tế đánh giá rất cao cái nỗ lực của ngành y tế Phú Thọ. Các đồng chí cũng đã thực hiện rất là tốt cái chủ trương về công tác chỉ đạo tuyến. Khi chúng tôi xây dựng cái đề án bệnh viện vệ tinh thì Phú Thọ là một trong những tỉnh xung phong triển khai giúp cho người dân Phú Thọ được hưởng những cái dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại Phú Thọ. Để tham gia vào đề án bệnh viện vệ tinh, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát các chuyên ngành còn yếu, đề xuất với bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ đầu tư hệ thống công nghệ thông tin tham gia đề án khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế. Đến nay, Phú Thọ kết nối với 21 đầu mối bệnh viện tuyến trung ương để tiến hành hội chẩn trực tuyến. Bệnh viện Đa khoa, trung tâm y tế các huyện trong tỉnh phải chủ động tích cực tham gia vào hệ thống telehealth, tức là hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế đang triển khai. Thì chỉ có thực hiện đồng bộ như vậy thì toàn bộ hệ thống mới nâng cao năng lực chuyên môn một cách đồng đều. Thì và cái mục tiêu của đề án bệnh viện vệ tinh mới được thực hiện hiệu quả và bền vững lâu dài. Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế. Theo đó, bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến cơ sở duy trì những kỹ thuật đã chuyển giao và tiếp tục triển khai gói kỹ thuật mới, chuyên sâu để người dân của tỉnh Phú Thọ được thụ hưởng những dịch vụ kỹ thuật cao mà trước đây chỉ được thực hiện ở tuyến trung ương, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.